tin gì, cũng chia sẻ cho bạn luôn. Chị có bây giờ ví dụ bạn tự suy nghĩ đi, là người ta bạn đi giao hàng cho người ta thì trên đơn hàng nó phải có gì? Dùng cái file Excel tạo ra cũng cũng được vài cột, thì nó có mã sản phẩm, tên sản phẩm, rồi giá, rồi ngày giao, ngày nhận. Thì nếu mình có đơn tin đó thì ví dụ xong mình có phải có chỗ để mà ký cho người ta chết nhận hàng để mình có đó để mình dùng để cái gì đó mình giao lại. Mình phải người giao hàng là ai, người nhận hàng là ai, hàng nào, mã sản phẩm ra sao, quy tắc sao, số lượng bao nhiêu, thanh toán tiền bao nhiêu tiền, thời gian. Dưới nhất là mỗi món giao mà tiền như mình chữ điện số không có này không. Đó là những thông tin cơ bản, còn cái gì bạn phải làm chi tiết hơn thì mỗi bạn. Các bạn đi giám sát viên nhiều trước ha, đưa lên cho mấy anh